Xin chào quý vị. Con có mua hộp bún. Hộp bún á quý vị khán giả ơi. Ngồi ngoài đường ăn đó quý vị. Con đang ngồi ở ngoài đường không quý vị? Con đang ăn bún quý vị ơi. Quý vị ăn bún với con nha. Đây là bún thịt nướng quý vị ơi. Cái miếng thịt nướng nè quý vị. Quý vị ơi. Đang ngồi ở ngoài đường đó quý vị. Ngồi ở ngoài đường xe đang chạy đó quý vị. Xe người ta đang chạy lắm quý vị. Đói bụng. Cái này là chai rau má quý vị.
gì. Chai rau má quý vị ơi, rau má ta sửa ngồi ở đây đều quý vị. Xe đang chạy tấp nập luôn quý vị ơi. Con Út đã ăn sáng rồi quý vị, con mua hộp bún thịt nướng và một cái chai nước rau má quý vị ơi. Quý vị ăn sáng chưa? Con đã ăn xong rồi. Cái chỗ này là đang ngồi ở ngoài đường. Mua xong cái mình ngồi chỗ ngoài đường luôn, mình ăn đó quý vị, cho nhanh. Mọi người có thương con, mọi người bấm đăng ký, bấm subscribe kênh con nha. Bye bye mọi người.